Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với các thượng đế, bây giờ là 14 giờ 26 phút ngày 18 tháng 8 năm 2023. Đã có một thượng đế ở địa chỉ xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngài đã trần văn chốt 6 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Chương trình nội dung thì thâu theo yêu cầu 100.000 đồng một cuộn, 6 cuộn là 600.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn ngài. Trước khi lắp cục máy đài Sony có model CFS710SC của sư phụ U75 ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một lần nữa trân trọng mời các thượng đế 63 tỉnh thành cũng như sư phụ xem đệ coi như thế là vệ sinh rồi là dây dợ các thứ làm như thế này thì đã được chưa, đã ưng cái bụng chưa. Nếu như chưa được, chưa ưng cái bụng thì các thượng đế cứ đóng góp những ý kiến quý báu để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Toàn bộ là đệ tắm nước, bộ phên vỉ này thì đệ tắm cạn. Hai bộ cơ thì bộ cơ này là bộ cơ của đệ lắp vào, còn bộ cơ này là bộ cơ của thầy, vẫn còn nguyên của thầy đây. Đấy, thì bộ cơ này chỉ lắp thay bộ cơ thôi, thế còn cái motor vẫn còn zin của thầy. Đấy, đây này. Sạch đẹp lắm rồi. So với lại cái hôm đệ nhận đệ để tháo ra cách đây một số giờ đồng hồ đệ có quay video đấy, cái đài của thầy còn chỉ thấy là nó gì lắm, nó không được như này đâu. Thì đương nhiên rồi, tắm rửa thì bao giờ nó cũng khác trước khi tắm, đúng không ạ? Đấy, đây, sau khi tắm rửa nhìn nó sướng nhờ, nhìn nó sướng mát mắt, gọi là no con mắt đấy nha, no con mắt. Thế mà khi mà cho nó ăn điện vào để nghe thì sướng cái tai, sướng cái tai. Đấy, đấy, dây dợ đây, đấy, dây dợ đi buộc này đã được chưa ạ? Nếu như chưa được thì các thượng đế coi như thế là cứ đóng góp ý kiến. Ở trên này cũng vậy, đây, ở trên này cũng vậy. Đấy, nó bỏ xuống đây, để bỏ đây cho nó nằm đây, nhưng ở dưới này nó có đám dây cura nó lót rồi nên là không lo xước. Còn đây là cái vỏ máy đằng sau đây. Đấy, sạch đẹp chưa ạ? Đấy, đấy. Viền áp nguồn đây. May quá, vừa rồi lại phát hiện ra nên là phải xử lý nốt cái này cho thầy. Cái chân đăng ten này của thầy nhá, chân đăng ten này thầy, cái chân nhựa bên trong nó kém rồi, em phải lót cái long đen ở ngoài xong dùng cái con ốc dài chạy suốt Bắc Nam bắt qua để nó mới chắc chắn. Nhưng vừa rồi phát hiện ra đây, cũ của thầy không bắt ốc thì đến lượt đệ làm là để bắt ốc vào cho nó chắc chắn nhá. Thôi thế giờ xin phép dừng video đây để lắp vào để test, để gửi cho thầy thôi. Trân trọng cảm ơn, chào thân ái, xia xỉa.